Tây phương Phật ni quốc thân xa bà vô lượng vô biên công đức đa dục đa chân linh sinh tịnh độ cứu liên đại bản lễ di đà ngài đệ tử chân linh Phổ Cáp Mi nội ngoại gia tiền đôi trước tam bảo Phật tiền nhất tâm quy mệnh chân linh sám lễ Phật chân linh sám lễ Phật chân linh sám lễ tăng chân linh sám lễ Phật pháp tăng tam bảo chân linh quy Phật nề Phật chân linh quy pháp quy pháp chân linh quy tăng quy tăng quy Phật lượng túc tôn quy Phật lượng túc tôn quy pháp ni dục tôn quy pháp ni dục tôn quy tăng chúng chúng tôn quy tăng chúng chúng tôn quy Phật bất lạc địa ngục quy Phật bất lạc địa ngục quy pháp bất lạc ngã quỷ quy pháp bất lạc ngã quỷ quy tăng bất đọa súc sinh quy tăng bất đọa súc sinh học tu tính Phật đạo thế nguyện thành hướng lai chân ngôn triệu thành linh hồn lại phó đạo tràng sam đề tam bảo Phật tiền quỷ thủ rơi sa môi phát nguyện di kinh kim kỳ xưng vì Phật từ dĩ Phật vi tâm dĩ pháp vi thân dĩ tăng vi mệnh Vĩnh hối Bồ Tát Ma Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát quy dĩ kinh lễ tất lễ chủ quy phụng kính văn tâm thời kỳ đạo kim thời nghinh thịnh chư hiền thánh phung tụng nương hàm trợ thế duyên đời nhà đường nghi vào làm trình quan vua sai thời tam tàng linh kinh vâng nghi phi thẳng nghi ông mát rời xa tăng đi trước mở đường đã nhẹ bước như không sau quan đại thánh bạch long nghi đằng vân giá vào ai chỉ đại thuần dĩ kim ra vô địa tứ biên ra đầu kim ngân đô ni pha nê hợp thành tử hữu đầu các diệu sĩ kim ngân đô ni pha nê sở cầu sinh châu mã na nghi nghiệm sơ chi chỉ chúng liên hoa đại như sa luân thành sa thanh quang hoàng sắc hoàng quang sinh sa sĩ quang bảy sắc bảy quang vi diệu vương kiết sa lợi vất cực là quốc độ thành tử như thì công đức sang nhiều sa lợi vất cực là quốc độ thượng tất thiên nhà hoàng kim vi đều chú giả lục thời phu thiên bản đà na hoa kỳ đồ chúng sinh thọ di thành đan ca di cách tinh chúng diệu hoa cung giảng thọ vương thọ phạn đức phật tu di thượng thời hoàn đáp bản quốc phạn thọ kinh hành sa đời phân cực là quốc độ thành tử như thì công đức trang nghiêm phổ thứ sa lợi phân bị vô thượng hữu trùng trùng kỳ diệu tạp sa chi thiếu bánh hai khổng thức anh vô sa lại các lần tận ra không bệnh chi điều thì chư chúng đều chú giả lục thời xuất hòa nhớ âm kỳ âm diễn sương ngũ căn ngũ lượng thân bồ đề phản bát thanh đạo phật như thì đạo pháp kỳ đồ chúng sinh văn thì âm dĩ giải tất niệm phật liệu pháp niệm tham gia lời phật như phật vì từ điều thông thì tội bát sở sinh giờ trí giả hạ bị phật quốc độ vô tam mắt đạo xa đời phân kỳ vật quang độ thượng vô ăn đạo trí danh hạ quân ưu thượng thì chư chúng đều giải thì a di đà phật dùng linh pháp bần thiên lưu biến hóa sở tác xa lời phân bị phật quốc độ vi phong di đạo chư bảo hàng thọ cầm bà na võng xuất vì điều âm thi như bay thiên trung nhạo đầu thời câu tác văn thì ấm giả từ nhiễm giải sinh niệm phật niệm pháp niệm tham chi tâm xa lời phân kỳ vật quang độ thành tựu như thì công đức trang nghiêm xa đời phân tự như ý vật nào bị vật nào cố hiểu a di đà xa đời phân bị vật quang minh vô lượng chư thọ phương quốc vô sở trước ngày thì cố hiểu ý a di đà hồ xa đời phật bị vật thọ minh cầm kỳ nhân dân vô đồng vô biên a tăng kỳ kiếp vô danh a di đà xa đời phân a di đà phật thành phật dĩ la hiệu kim thập kiếp miêu xa đời phân bị vật nu vô đồng vô biên thanh văn đề tự tại a la hán thì thị toán số chỉ lượng chi chư bồ tát chúng diệu phổ tăng nguyện chúng sinh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại hòa lãng thánh chúng nguyện di thừa công đức phổ cập ở nhớ thiên ngã đạo giữ chúng sinh giải cộng thành phật ni đạo tụng kinh công đức chu viên lễ tất tín chủ quỳ tiếp dẫn cho gia tiên tiền tổ được siêu sinh tịnh độ, sau đó là tuần tụng kinh dược sư.
để cầu tăng duyên phúc thọ cho con cháu Dương Phần được bình an cắt khánh, tuần tụng kinh được chư tăng này tụng đến đây được chu viên hoàn mãn, cũng như con cháu đã dâng biểu đến thập phương chư Phật chứng minh. Gia đình con cháu Nệ Tạ cũng xin kính thỉnh đại nao chư tăng này giải y chứng nước. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng đồng gia yêu trai chú quỳ đồ thành đình đình tam phủ tam tôn ngũ bái. Tinh
pháp ma sợ chuyên tấn na vô tình nga đại chúng di câu đồng âm ma chiêm ngưỡng tế tôn hiệp thừa tàn đi qua giáo. Bảo định nghi I'm not
thập phương tam bảo tiền tam phủ công đồng chư đại đế vạn linh đồng giám đẳng vô biên thập điện minh vương diêm la chúa lục tào trường bộ thường thư viện thư thử thành tâm tùy khẩn đạo kiên kỳ uy đức giáng hoa duyên u hồn thoát toan khiên phu di pháp diện tục nghi cải tịnh nghi cung phụ hoa trần di bái biện di trang nghiêm cùng vạc nai chi uy nga tước nghi bằng tư pháp ma thủy tây dịch trần nệ lao giao hữu mật chủ đan tràng đà na ni chân ngôn cẩn đương chi tông à bình ngập nghề bôi chung làm tố nguyện lộ thương chi đường tan đi chân châu kim cương nhất trích sai đạt giàu cầu hệ tất nhiên tường thanh thể hùng bằng thế ra thiên thần thiết ni dễ kim lư hưng phun thường vân hiệu nhiễu vũ cửu thiên ngọc tàn đăng minh thủy điều huỳnh hoàng ư tam giới dĩ kim phần hướng kiền thành cúng ràng thập phương vô lượng thường trụ tam bảo bảo hương cúng ràng thiên phủ trí tôn hiệu thiên kim quyết ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế đông cực thanh hoa đại đế nam cực trường sinh đại đế tây cực hiệu linh hương nghe hoa thịnh tâm phùng thành diêm la điện thượng vong kỳ khan tội ư tử vương địa phù đài tiền đoạn tứ thân oan ư thanh đế cung di địa phủ chi tôn bắc âm phong thủy phủ hội đồng trạc giáng đàn trung liên thành chân đỡ âm phủ minh minh sở hữu cấm giới bảng văn hợp hành tuyến bạch nghề a di đà phật lẽ trời đất âm dương là số vận tuần hoàn kiên cố xét xem mê thanh hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chưa có coi xem là thường đàn trang này ngày nay mới mở trên có đời pháp sự khuyên căn dù ai tới chốn đàn trang ở trống phật thánh tòa vàng
nguy nga. A Di Đà Phật, tia chói loài sao xa rực rỡ, vẻ rồng mấy phượng múa nguy nga. Chàng Phan Thiết Phúc Hà Sa Ai Ma cũng kinh ắt là phúc thêm. Nếu ngược này coi xem vì bạc nại ra điều kinh mạng tôn nhang, luật trời tội ấy phải mang ăn năn chẳng kịp, rõ ràng không sai. Bố Phật tả bảng giám sát đôi ngài, chứng minh công đức những lời tấu dâng. Vận tuần hoàn trời đất mở, năm nhâm dần niên nê, đông thiên tiết rơi, tháng 11 ngày 29 giờ tốt phút thiêng nghe, đương đàn pháp sư thần đệ tử chúng con nương cúng đàn chàng dâng lời tấu ê bạch khai kiên minh dương thi nục trai đàn đạo Phật thánh tựa mây che phủ mở phép màu cứu độ dân ta. Trông nên Phật thánh ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa nương nhờ. Đàn trang này tùy phương khai giảng phép trai đàn hữu bằng hai các ngày. Ngồi ngự tòa sen xét xem bốn cõi cùng bên ba đường. Bốn phương rồi phó cho thiên tướng ngộ đàn tràng sáu trước như y. Kim cương tam tướng ngộ trì thanh văn Bồ Tát giá trị trang nghiêm. Trên cửu thiên hương bay chín vẻ, các ngôi tòa hoa tuệ bình châm Phật trời giáng phúc trùng lâm, bao nhiêu ma quỷ tiềm sấm cõi ngoài. Này đông gia diêu trai chỗ tâm trai, phúc lành đưa tới trong ngoài phúc thêm, hai ngôi hiểu bằng chứng tình chuẩn tử tí hành soi xét trước sau. Vận tuần hoàn trời đất mở, năm nhâm dần niên nê, đông thiên tiết rơi, tháng 11 ngày 29 giờ tốt phút thiêng nghi, đương đàn pháp sư thần đệ tử chúng con ưng cúng đàn chàng dâng lời tấu ý bạch trai chú thành nghĩ chuyện càn khôn thiết nập trai đàn tình thế tôn bảo cái tràng phạm pháp hội đệ tứ bộ đạo tốc khai môn sơn năng chỉ tường đạo tam quan Phật hỏa Di Đà dũng dược Nga sơn kịch phá môn đình tam tập ngoại tà ma ngoại đạo tất quy hàng thiên tướng nghi thiên binh phù đệ tử niu ân giang phúc đạo đàn chung thì pháp chủ tinh tâm ngự trung đàn đạo tràng vẫn lai tập thiết di đàn chàng dị biến minh minh đăng chúc dị giao ra pháp nhạc phù trần
ai ai nhang hoa như đâu ê thề à đào trăng nghề di tập mì đại chúng nghề bát nàng nghề đồng giá yêu chủ trí thành nhất tâm cảm cách tiến lại kim trung kích sư hậu khả ngọc khánh minh thời điền điền trung cổ hướng liên thiên giát giát bạt nào văn chấn địa thượng thống kiên hạ đạt khôn ni di niều niều động triệt sơn ni hà nang nang kinh giao như thế giới ngà thương ra chư phương cấm kỵ lự kỳ thứ sư long thần linh vô vô ý chi tâm tất hữu an uy chi lực các sinh nghi ngoan nghi công chứng viên tông nghi nghiêm chỉnh ghi quang trượng thừa Phật lực nghi Như Lai giao hiệu an uy thổ địa long thần chân ngôn cẩn đang chỉ tông tính tân nề nhạc độc sơn xuyên chư nên uống nghe thế gian thổ địa thôi nồng nghĩ ngà thần tài văn diệu chân ngôn các chân phương hùng sinh hoan hỷ nam mô sinh hoan hỷ tạng bồ tát ma ta nam mô sinh hoan hỷ tạng bồ tát ma ta kịch nghe có tam thông cùng in thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư vị hiền thánh cùng in đại thánh phả quang giải oan kết Bồ Tát ni tóc dáng đàn tràng liền thành chấn đỡ Thank you.
pháp sự chuyên thân đồng gia nghiêu trai chỗ quỳ đầu thành đình lễ tự bái chung di khẩu đồng âm tuyên diễn đại thừa thiệt khai khoa giáo ê. Ngưỡng bạch năng nhân quảng đại man giác phương viên quán thế giới vô thường vận từ bi cứu khổ thị dĩ hoàng cung giáng đàng tuyệt lĩnh tu hành tô sắc ma di năng vân nghệ thành sơn vi thế phát na dòng tước nghi sao vũ hoa quải định quán tu vọng ư mi gián tu tịch nhà diệt nhị chứng chân thường đoàn trần nào nhi trinh nghi giác cục tùy phương tiện cảm mừng dòng tông nghi di nguyện lân mẫn chứng sinh chứng minh công nghi đức kim gia trai chủ hợp đồng trai gia dương môn quyến đẳng tình chỉ kỳ vì thiết lập đàn khai lục đồ tình tin nhất tâm y khoa diễn vạm tuyên ảnh bình giáo gia chi pháp sự cải về chư vị hương linh nguyện môn đường thường nguyện môn đường hạ lâm môn đường thường lâm môn đường hạ phá cập trình tiến đồng tiến kinh tiến trụy tiến niêu tiến thượng từ cao tổ hạ huyền viện chi tôn cao cao tổ cao 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 tổ thí cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ cao nam anh tướng thổ cô ba thúc huynh đệ cô duy tỷ muội á thân liệt thích viễn cận thân sơ tình tập tam thế tiền khiên oan gia trái chủ phù mệnh khiếm tài cựu thù chấp đối đẳng sư hoành y hồn căn trần đôi đái oan nghiệp khiên truyền trường ngã phật chi pháp môn giải chúng sinh chi kết phọc thành tâm trai chủ đại bì chư vị hương linh ư tam bảo ngự tiền giải vô thủy phiền não muôn tâu Phật từ bi long đơn quẩy phúc nánh đầy đàn phương viên ngừa trong thế giới ngu hèn mở lòng cứu khổ oan khiên chung nghi ngà chung ngà ấy thuở trước hoàng cung giang đàn dốc một lòng tu đặng phương tây
thẳng dòng mê võ ngựa cung mây thanh sơn tu phát tu nay đạo mau à dòng mê ngà ngà dòng chim chích chốc đầu làm tổ nhện tơ vương mi nộ xa chi một nòng đắc đạo quy huy bụi trần xuống sạch chứng thời Phật nữ A Diên A hiện phép tiên dốc lòng phương tiện cảm lòng thành tỷ thâu đến thiên linh dám xin thương cõi chúng sinh xét xem công đức chứng minh lòng chân na này nay trai chủ ân cần kiên tình tình nghi thuyền mạnh tăng đức ngành thuyền trai nay thời thì nục độ đàn khai lục căn lục kết trong ngoài phương Việt Nam lục hương đăng là đền tuệ cự tiền kết khiên vạn tử hung đề tay dao tay kéo để huệ phụng hành pháp sự gia trì trang nghiêm tịnh chất ngô thank you.
ngã kim mê khâm phục Như Lai sắc mệnh toái phá thiết vi thiên linh ngục chúa thông chi thứ sử chư vị hương linh tỉnh ngộ bất luận khinh trọng tội nặng tội nhẹ đều được trừ đi địa ngục hóa thành đại sen khổ cụ hóa thành nhà khí ngưỡng bằng đại chúng tể xương hồng danh dấu yêu phá địa ngục đông bắc phương chân ngôn cẩn đang trì tụng tình pháp sự khai hòa kết ân phá địa ngục chân ngôn liệu chi tam thế nhất thiết Phật ứng quan pháp giới tinh nhất thiết ly tâm tạo phá địa ngục chất ngôn
ý nghĩ à. À Phật truyền tận tăng vâng lệnh Phật truyền, khâm sai sứ giả xuống miền phong đô sắp phong phá cửa ngục tù. Nếu đầu Phật tốt ư như lệnh truyền, rước ngồn về trước đàn thiền y nghi nghỉ à. À ê a ê a, về trước đàn tiền rước hồn, về trước đàn tiền chẳng được trì hoãn khiên duyên. Đâu là trình vua thập điện Diêm La, 18 cửa ngục tha ra tức thì đổi ơn. Đức Phật từ bi tụng kinh sám hối, quy y cho hồn từ nay thoát khỏi ngục môn. Ê, ê, à. À. Trượng Minh Châu tay tay cầm, tích Trượng Minh Châu 3000 thế giới, ngục sâu vài tò từ âm phủ cho tới dương gian. Mở toang cửa ngục đông ra tức thì tự lại thoát khỏi ngục bộ. Ý à, ý à. À, khai quang dòng ngàn thập kỳ diệu, quang minh chiếu đưa chung ngã tích tăng cung giảng. Kim thị hoàng thân cần, thánh chúa thiên chương vương. Ê à, ê à. À nghi 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 a ý nghi 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 ý nghi a. Mang âm bộ kiện liên thần tông diệu loan ngôn, tổ trì kim tích trường chân phá địa ngục môn. Dục nhân dục liệu chi tam thế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tinh nhất tiết di tâm tạo phá địa ngục chân ngôn. Ý nghĩ à, ý nghĩ à.
giảng quang minh thanh tịnh giới, giảng quang minh thanh tịnh giới, giảng quang minh thanh tịnh giới, án giải điệu ngoan thù sang hạ, án giải điệu ngoan thù sang hạ, án giải điệu ngoan thù sang hạ, án giải thị căn thuộc tây phương canh tân kim nội phế ngoại thị, án giải thị căn thanh tịnh định quang vương phật phóng thập đạo hảo quang. Cắt đoạn si tâm ni trường kết nhất thiết chư oan cửu thủ chấp đối tam thế oan gia, thế tôn ưu sắc bất đắc ngôi cố quyền luyến sinh nhân nhất thời phân giải. Án cấp cấp giải kết xa hạ, án cái cấp giải kết xa hạ, án cấp cấp giải kết xa hạ, ngưỡng duy thanh đức đồng tử chứng minh kim hữu cao văn hợp hành tuyên đọc. Nghe giải kết phân đoàn chân phù cáo hạ, nếu phù cáo hạ tây phương bạch đế trưởng kim đức quyền tượng hành oan thiệu nghiệp cắt đoạn oan kiên đoạn trừ túc tái tiến diệt tiền duyên nhất như cáo hạ phong hỏa lịch truyền tê thứ nhâm dần điên tập nhất nguyệt nhị ngã tập kiểu hoa nhật hảo thời đẹp đường đàn pháp ma sự thần sa môn phụng hành hoa áp ma sở hữu cao văn dụng bằng siêu hoa. Thừa phong di cứ giáng hạ đàn tiền giải oan tiệu nghiệp cắt đoạn oan kiên đoạn trừ túc tái tiến diệt tiền duyên nhất như cáo hạ phong hỏa lịch truyền tê tứ nhâm dần biên tập nhất nguyệt nhị nga tập kiểu nga nhật nào thời đẹp đường đàn pháp sự tần sa môn phụng hành hoa áp ma sở hữu cao văn dụng bằng siêu đốt na đang đàn khai hoa kết ấn phá địa ngục trên ngô phá địa ngục trên ngô chân phá địa ngục môn dục nhân dục liệu chi tam thế nhất tiết vật ưng quan pháp giới tinh nhất tiết ly tâm tạo phá địa ngục chân ngôn ý nghĩ a Phật truyền thiền tăng vâng lệnh Phật truyền khâm sai sứ giả xuống miền phong đô sắc ban xá cửa ngục tù ngưu đầu ngục tốt ni như lệnh truyền rước hồn về trước đàn tiền. Cái quang giống nhan tập kỳ
kỳ diệu, quang minh chiếu thập phương, Nga Thích Tăng cũng giảng kim thì hoàng thân cần nền Phật Thánh Chúa Linh Quang. Ê, ý, ý, à, ý, à. Mộc Kiền Liên, thần thông diệu nan ngôn, thủ trì kim tích trường, chân phá địa ngục môn, nhược thân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ứng quan pháp giới tinh, nhất thiết do tâm tạo phá địa ngục chân ngôn. Tích Trường Minh Châu tay thầy cầm, Tích Trường Minh Châu ba nghìn thế giới ngục sâu phải từ gió âm phủ cho tới dương gian mở toang cửa ngục. Đâu ra tức thì tự rầy thoát khỏi ngục môn. Ý, ý, nghĩ, à. À, thoát khỏi ngục môn từ nay, thoát khỏi ngục môn được sang nước Phật, thần hồn khôn thiêng độ cho con cháu thảo hiền, giàu sang mạnh khỏe, dõi truyền trường xuân an giả la đế ra xa bà ha. Phật triền thiền tăng vâng lệnh Phật triền cấm sai sứ giả xuống miền phong đô sắp phong phá cửa ngục tù nếu đầu Phật tốt ý như thần triền rước cột về trước đàn thiền chẳng được trì hoãn tâm duyên đâu là trình vua thập điện tiếp ta mười tám cửa ngục đâu là tức thì từ đây thoát khỏi ngục môn. Ý ý ý à ý à cần thỉnh đại thánh kim niên à, kim nguyệt kim nhật kim thời kim đối đan tiền tinh pháp sự giáo đạo cắt đoạn chân ngô cắt đoạn chân ngô We'll be right back.
Nam Mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Tát Na. Nam Mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Tát Na. Vô Thủy Luân Hồi Thiên Vạn Kiếp Mà Giải Do Phiền Não Bất Giải Thoát Nà. Ngã Kim Đoạn Trừ Phiền Não Căn Lục Ba La Mật Vì Giải Kết Chúng Sinh Xưa Kia Nghìn Đời Muôn Kiếp yeah. Thì vì nẻo phiền trong nghiệp trần diễn ta thiền tăng nay vâng lệnh Phật truyền lục ba la mật làm duyên cho đời kim già chư vị ương linh nguyễn môn đường thường nguyễn môn đường hạ lâm môn đường thường lâm môn đường ngã thượng từ cao tổ hạ huyền viễn chi tôn tịnh cập tam thế tiên khiên quan gia trái chủ phù bệnh khiêm tài cứu thu chấp đối đẳng chư hoành hồn bình sinh chú thế liệm lữ bôn trì khởi tâm nhi hỏa phát niên thiên cư túc nhi hại thương đẳng vật phong đông tán loạn tư vọng hành môi mối tường niệm trần lao thường thường tư lượng trào cử bất giải thuyền na đà toàn an ư giải thoát toàn khiên thuyền đình độ tán loạn chi tâm dĩ giải phụ đà oan gia chi kết chư vong linh lắng nghe điều này là điều thứ năm mà điều thứ năm làm sao thầy ơi điều này là điều thứ năm dạ trong vòng ngà cử sơ nghi chí anh hùng tin niệm đồ buôn xu vi bằng ngọn nửa có dầu nhớ tay sát hại mấy đồ sinh an định rồi cũng có kẻ vọng hành tư chỉ nghĩ xăm xăm tính quỷ ma linh ở lòng toán hệt tính linh thường thường chắc cử tính quanh lại nó quang chẳng dừng đàn trang giữa tôi yeah. Hà hế rằng thoát tôi oan gia Nam Mô Thiên Đận Ba Na những hồn phù đà vượt qua luôn hồi Nam Mô Thiền Định Ba La Mật Nam Mô Thiền Định Ba La Mật Dĩ Giải Phụ Đà Oan Gia Chi Kết Dĩ Giải Phụ Đà Oan Gia Chi Kết Phùng Thịnh Đại Thánh Phổ Quang Giải Oan Kết Bồ Tát Cập Tả Hữu Giải Trệ Hòa Oan Sư Giá Thú Trì Báo Ấn Đệ Ngũ Giải Kết
Trung ương mậu kỷ thổ thìn tuất xỉu mùi thổ đức qua sinh nghệ đao cát đoà an. Nội tỳ ngoại tân tân canh nga thanh tịnh định quang vương Phật. Nội công nga ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập. Tỳ nữ pháp tinh nhất thiết vạn vật giai không vi trần biên hoa. Ái nghiệp tiêu không à, cha giải kết phân đoàn chân phù cáo à, hiếu phù cáo à, thượng phương tông giới ngư vô biên thủy pháp à, thừa phong nhị cư giáng hạ à, đàn tiền giải oan thiệu nghiệp cắt đoạn oan kiên đoạn trừ túc tái tiến diệt tiền diên nhất như cáo hạ à, phong hỏa lịch truyền thế à, thứ nhất mà dần tiến thập mà nhất nguyệt nhị tâm kiểu nhất đạo thời điểm đương đàn pháp sự thần xa môn phục hành hoa áp ma sở hữu cáo văn dùng bằng phổ nô à, thiêu hóa thử gian thổ địa thần chi tối linh nghi thắng thiên hạ địa xuất ngô nhập minh tùy ngô quan tấu bất đắc cửu đỉnh hữu công chi nhật lục danh thượng thanh các bảo an linh cấp cấp như luật lệ cung thỉnh trung ương hoàng y sứ giả nam bất xả uy quang giáng đạo tràng tiếp dẫn vong linh lai giang phó lĩnh chiêm công đức vãng tây phương tô chỉ kim tích trượng chân cai địa ngục chi môn trưởng thượng binh châu chiếu diệu đại thiên chi dỡ ô mình giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát tình pháp sự khai hoa kết ấn phá địa ngục chân ngô phá địa ngục chân ngô We'll be right back.
Tích trưởng Minh Châu tay tay cầm, tích trưởng Minh Châu 3000 thế giới, vực sâu vài tòa từ âm phủ cho tới dương gian, mở toang cửa ngục đâu ra tức thì tự dậy thoát khỏi ngục môn. Vâng lệnh Phật truyền thiền tăng, vâng lệnh Phật truyền khâm sai sứ giả, xuống miền phong đô sát phong phá cửa ngục tù, nếu đầu Phật tốt ý như thật truyền rước hồn về trước đàn điện. Ý nghĩ nghĩ à à ý nghĩ nghĩ à ý nghĩ à ý nghĩ à về trước đàn tiền rước hồn về trước đàn tiền chẳng được trì hoãn. Tâm duyên đâu là trình vua thập thiện diêm na, 18 cửa ngục đâu ra tức thì tự rầy thoát khỏi ngục môn. Ý ý ý à ý ý ý à khai quang giống nhang thập kỳ diệu, khai quang chiếu đàn trung ngã thích tăng cúng dường kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung ương. Kim niên kim nguyệt kim nhật kim ma thời kim đôi đan tiền tinh pháp sự giáo đạo các đoạn chân ngôn.
rồi. Được. Được. À ý à ý à ý à chư Phật chư tiên nhất bái, chư Phật chư tiên nhị bái, thánh hiền chư Phật chứng minh tam bái, chư Phật tôn kinh tứ bái, chư vị bản đình bản đàn ngũ bái, chư vị đẳng quan niệm. À, chư vị đẳng quan ngũ bái, chư vị đẳng quan nghe thầy tôi cắt giải oan gia hung thần, thần tôi xuất sinh hung thần ạ. Thần hương bái nậy thoái nậy tổ sư tay cầm khăn ấn thứ thư thư giảm sát quỷ trừ tinh nghi nàng. À, sát quỷ trừ tinh thầy thư rằng à, sát quỷ trừ tinh à, thư lội hương cắm trên bầy nô nhương tay cầm khăn áo ngang ngang à, chung đôi thắt đáy nâng ong một vàng xó này mắt quỷ ân cần à, đàm cảnh có vẻ anh hùng ai qua dịu dàng thời mới bước ý ý ý dàng. Thầy mới bước ra dịu dàng, thầy mới bước ra tay cầm cờ nịnh à, đi ra đi vào bước đi bước lại khoan khoan à, cầm phiền sứ giả các quan hộ chỉ định truyền hòa tốc phong phi à, ý ý ý à ý ý ý ý ý ý à. Hòa tốc phong vi nịnh truyền, hòa tốc phong vi dương ngọn cờ Phất nhị thẳng đi theo tay cờ hồng dắt ở ngang vai, hai tay kết ấn như nai trên đầu chắp tay bái lại một bầu kéo dao thầy mới cầm vào trong tay đệ nộp thầy cắt tạ ý ý ý này. Thầy cắt bà này đệ nục, thầy cắt bà này cắt loài yêu quái cùng dây hung thần 12 gánh mẹ lành dành ạ, thập ngũ trùng quỷ chư tinh chư ta tiền duyên kiếp một quan gia chẳng còn sát hại đến nhà chủ nhân tà gian ngoại đạo chúng bay. We'll be right back.
mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Xin mời toàn gia hiếu chủ ta đứng lên chuẩn bị liễu vong để rước các cụ sang Tây Trúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Này các con các cháu, vâng theo lời Đức Phật dạy, niệm một câu sáu chữ Di Đà. Thần từ soi khắp gần xa, những nơi hắc ám ắt là tiêu không. Đứng đằng sau thầy. Ông manh tướng coi trong thành ngục, cung cúi đầu quy Phật tử vương. Biết bao khổ nạn muôn phương, muốn sang nước Phật theo đường kệ kinh. Sông bé ai mênh mông nghìn thước, có thuyền tử vượt được bể khơi. Muốn nghìn sóng cả nhô đầu, muốn sang nước Phật ta phải niệm câu Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Đồng giao tốc đẳng kiền kiền lễ tạ khúc cung bái.
sở hữu kim ngân tài mã dụng bằng siêu hóa. Nam mô Bổn Sư. Thầy Mô Phạm dẫn đường chúng sinh. Trời đất âm ô phần tuần hoàn ở âm mê thánh hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chớ có coi xem là đàn sàng này ngày nay mới mở trên có lời pháp sự khuyên can dù ai tới chốn đàn tràng ngựa trong Phật thánh tòa vàng quý nga tỉa trôi loài sao xa rực rỡ vẽ rồng mây vượng múa nguy nga chàng phan tiếp phúc hà xa ai mà công tính ắt đà phúc nghĩ thêm nếu ngược lại coi xem phỉ băng lại ra điều khinh mạn tôn nhan luật trời tội ấy phải mang ăn lăn cũng chẳng kịp quá rõ ràng không sai ta bằng nghề giám sát đôi ngài chứng minh công đức những lời tấu gian dần tháng 11 ngày tốt giờ tốt thân đệ tử chúng đang phụng hành.
Khai kiến minh dương thủy lục pháp đàn đạo Phật thanh thừa mới che phủ mở pháp màu cứu độ dân ta. Trông lên Phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa nương nhờ. Đàn trang này tùy vương khai giảng phép trai đàn lập bảng hai bên các ngôi ngồi ngự tòa sen xét xe bốn cõi cùng bên ba đường. Bốn phương trời phó cho thiên tướng hộ đàn tràng dấu trước như y kim cương tam tướng hộ trì. Thánh văn Bồ Tát thực kỳ trang nghiêm trên cửu thiên hương mây chín vẽ các ngôi tòa hoa tuệ bình chấm Phật trời giáng phúc trùng lâm bao nhiêu ma quỷ tiềm xâm ở bên ngoài. Này chữ gia lễ chủ chúng còn tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm hai ngôi hữu bảng chứng tình. Những lời tha thiết thô tình kinh dâng vân vân trời đất giữa mùa đông năm Nhâm Dần ngày tốt giờ tốt thần đệ tử chúng đang phụng hành đồng gia trai chủ thành ý chuyện càn khôn ý thiết lập đàn tràng thình thế tôn bảo cái tràng phan ly lâm pháp hội xa môn bồ đạo tốc khai môn sơn đăng chỉ trưởng đạo tam quan nê Phật hóa Di Đà dung dược sơn kịch nghi phá môn đỉnh tam thập trường tà ma ngoại đạo thần quý hàng ngàn thiên tướng nghe thiên binh phù đệ tử lưu ân lưu phúc đạo đàn tràng thỉnh nghe pháp chú ngự tiền tả hữu lưỡng ban đạo tràng vẫn lai tập đàn tràng dị biến minh minh đăng chúc di giáo ra pháp khu trần ai ai nhang hoa đâu thể đạo chẳng dĩ tập mê đại chúng nghe ban hành đồng gia trai chủ trí thành nhất tâm cảm cách nghe tiến lại kim trung kích sứ hậu khả ngọc khánh minh thời điền điền trung cố hưởng liên thiên gia sát bạt nạo văn chân địa thượng thông can tượng hạ đạt khôn duy liêu liêu đống triệt sơn hà lường lường kinh giao thế giới khủng ra chư phương cấm kỳ lự kỳ thứ sư long thần linh bồ bồ uy chi tâm tất hiệu an uy chi lực các sinh nghe hoan hỷ cộng chứng nghe viên thông nghiêm chỉnh uy quang trượng thừa Phật lực long thần chân ngôn cần đang thì tụng tinh thần nhạc độc sơn chư linh huống
thử gian thổ địa tối long thần. Tài văn ý, tuyên diễn diệu chân ngôn à, các chân phương ngùng sinh hoan hỷ. Nam mô An Hỷ Địa Bồ Tát Ma Tát. Kích nhà cố tam thông, kích có tam thông. Cung thỉnh Phật Thánh hội đồng, chắc dáng đàn duyên liên thông chấn động. Bài biển chi Phật nghiêm khủng vãng lai chi uế trước bằng tư pháp tùy quan sai đàn tràng nhất trích tài chiêm thập phương câu khiết ngã Phật giáo tạng chung hữu sai tịnh đà la ni chân ngôn cẩn đương chế tụng thịnh pháp thế sư đăng đàn khai hoa kết giới chân ngôn. Từ bi đại sen sát
Thế Tôn. Kìa đại cao cao ngất kiều sùng ánh dương thành tâm cung dâng Nam Mô A Di Đà Phật. Kìa đại ương đi nghi ngút sương cho lòng con nguyện pháp âm vang khắp mười phương ư không đường tây phương thanh giáo độ người bên mê thành tâm phát nguyện nguyện thoát kiếp người sầm luôn Nam Mô A chúng con nguyện cầu cầu vọng linh siêu sinh tình độ cầu thần tâm mi luôn an đạt không vương pháp giới A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. Trăng sáng ở trên bầu trời dường như sáng cả tâm hồn con nguyện cùng kính khấn A Di Đà Phật ban phước đến cho muôn nhà lòng nhận thế được tin san hòa thành tâm khấn với A Di Đà biển vô ngã Phật luôn vị tha Nam Mô A Di Đà Phật.
niệm mà dâng tiến đạo anh từ bi đại sen sắc soi mãi Phật Bà Thế Tôn niệm mãi phước yêu mãi nhìn trường anh dương thành tâm mà cũng dường hà Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật đồng niệm Nam Mô A chủ nhất nhất kiện thiền cung nghinh đỉnh lễ chư Phật chư Thánh hội đồng chư Đại Bồ Tát chư vị hiền thánh cập tam thập lục bộ quỷ vương cung cung nghi ngũ bá
Xích Lan. Khổ hải vạn chúng nghề ba, chúng miễn luân hồi khổ. Cấp cấp niệm Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Pháp cố tam thông đăng bảo tòa đồng thuyết văn hòa pháp nhất tràng hoàng kim mê ba địa kiến đan tràng mạ não san nô phách tường bạch ngọc nghề tu di tứ thiên hạ lượng luân nhật nguyệt bát kim cương tam thiên thế giới chân châu thất thế bảo lâu đài bích ngọc trang hoa tàng nghề trùng trùng nghề ương hải thủy nhân thiên vi nhiêu pháp trung vương hàng phục ma lực hoan trừ kết tận vô dư lữ đinh kích kiền trùy tỷ kheo đương vân tập chư hữu văn pháp nhân độ lưu sinh tư hải văn thử diệu pháp âm tất giai văn lai tập ni văn lai Oh,
thịnh đại chúng di khâu đồng âm chiêm ngưỡng đại thừa tán khai khóa giáo. Chiên đàn thủ đại giác thôn vô thượng.
tâm an áng hồng xưng tàn đệ. Hồng hồng an ba ly hồng nguyện ngã Phật từ bi tác chứng minh à. Thank you.
Nam mô Thanh Đường Địa Bồ Tát Ma Tát Na. Đâu? À, ngật lý diệu hương không tự dũng xuất hoa hương khiên mẫu nhất diện tứ thí phóng quang minh thường nhi thủ ân chỉ diệu hương hà nhi thủ ân luân tương giao hồng hồng úm mani hồng ngật lý diệu hương thiên mẫu cung giảng Phật nguyện ngã Phật từ bi ai nạp thù nhân duyên tự tinh sơ xuất sinh sơ hữu trùng trùng vi diệu hương phụng hiến thượng sư tam bao tôn duy nguyện từ bi ai nạp thụ thính a nhị vị tôn ông dâng hương quân cung
Nam mô Phật Bồ Tát Ma Tát Na Ngật Ni Diệu A Đăng Ni Thiên Mẫu Cung Giảng Phật Nguyện Ngã Phật Tử Bi Ai Lạp Thổ Nhân Duyên Tự Tinh Sơ Ngã Xuất Ni Sinh Xả Nghĩu Trung Trung Vi Diệu Đăng Ngã Phục Nghiện Thượng Sư Tam Bảo Tôn Di Nguyện Đại Tư Đại Bi Ai Lạp Thổ Tình A Nhị Vị A Đại Đức Nghi Dân A Đăng Nghiền Cô Thank you.
chung nhau mỗi cái bạc này. Đi hội ơi, đi hội. Cái nguồn kim ra ăn đâu? Đây, 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 có một cái nguồn kim ra ăn đâu? Đây, 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 đây. Được, chỗ được. Đây, 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 đây. Phật Bồ Tát Ma Ha Ta. Nam mô Quả Cung Phật Bồ Tát Ma Ha Ta. Ngật Ni Diệu Thực Thiên Mẫu Cung Giang Phật Nguyện Ngã Phật Tử Bi Ai Nạp Tổ Nhân Duyên Tự Tính Sơ Xuất Sinh Sở Hiếu Trung Trung Vi Nga Diệu Nga Tức Phụng Hiến Thượng Ngã Sư Tam Bảo Tôn Di Nguyện Đại Từ Đại Bi Ai Nạp Tổ Tình Nhị Vi Tôn Nga Đức Dân Thực Cúng Phật. Thank you.
Phật Bồ Tát Ma Tát Na. Nam mô Thượng Cúng Phật Bồ Tát Ma Tát Na. Phụng hiến cam lộ thực lương đẳng, tu di vô quá thường, sắc hương mỹ vị biến hư không, thượng sư tam bảo, ai nạp thủ thứ cúng hiền mật hộ thần đẳng, hậu cấp pháp ơi chư hữu tình, thủ dùng bảo mãn sinh, hoan duyệt bình trừ mã ngai thi an ninh. Kim nhật lễ chủ quyên thuộc đẳng, tiêu tai tập phúc thọ duyên sinh, sở cầu như ý giai thành tựu, nhất thiết thời trung nguyện cát tường. Tần hữu không biến pháp giới, vì trần sái độ chung chư Phật pháp. Gương hoa thịnh nhật tâm phong a thịnh nghi, chúng sinh nghi độ a tận phương nghi, chứng bồ đề địa ngục vị, không thể bất thành Phật. U minh giáo chủ bàn tôn địa tạng vương bồ tát na. Di nha nguyện na, bất vi bồn tệ nân mân níu tình, từ dạ kim thời nại năm pháp mội, dãi dầu mấy mưa xuân nắng hạ, hôm khuya cùng chẳng gió có hoa, cùng là đồng loại người ta, xa cơ lên phải nghĩ mà thương tâm. Trong trường già tối tâm, trời đất sáng linh hồn, phảng phất u minh thương thay thập loại, chúng sinh hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. Ngưỡng nghi ngà ngà, tưởng nữa đã không nơi nương tựa, hồn bồ côi thì lần nữa đêm đen, còn chi ai cả ai hèn, còn đâu mà nói kẻ hiền người ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, tiết đầu nước tinh đàn nề, sai hạt dương chi muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ độ về Tây Phương. Cũng nghĩ à, cũng có kẻ tìm đường kiêu anh chi à, nhưng nằm cất gánh non sông Tam Đà La Gia Đà Sa Ba Tam Đà La Gia Đà Sa Ba Tam Môi Gia Tát Đà Văn Tam Môi Gia Tát Cũng Tam Môi Gia Tát Đà Phạm Biến Thực Chân Ngôn Nam Mô Tát Và Đà Sa Ngã Đà Phật Rồi Di Đến Tam Phật Đà Tam Bà Đà Bồ Tát Ba Thang A Đà Phật Rô Di Đến Tam Bà Ra Tam Bà Ra Ông Nam Bồ Tát Ba Thang A Đà Phật Rô Di Đến Tam Bà Ra Tam Bà Ra Ông Di Đô Thực Chân Ngôn Mực Lợ Thí Cam Lộ Chân Ngôn Nam Bồ Do Bà Ra Ra Thang A Ra Ra Thiệt Tha Ông Tô Rô Rô Vát Na Rô Vát Na Rô Sa Bà Nam Bồ Do Bà Ra Thang A Ra Ra Thiệt Tha Cúng tô rô rô vát đà rô sa mô rô vát đà tăng á
ra đi tha un to ro ro va tha ro va sa hương dữ hại chân ngôn tông 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 nam mô đà ma nam mô đà nam ma tông nam mô ma nam mô đà nam ma tông nam mô ma đà mô Nam mô Đà Nẵng Nam mô Ông Ngã Ngã Nẵng Tam Bà Phá Việt Nhật Lào Quán Ngã Ngã Nẵng Tam Bà Phá Việt Nhật Lào Quán Ngã Ngã Nẵng Tam Bà Phá Việt Chư Phật tử âm dương chúng đáng nay vì chư vị xưng tán Như Lai cá tưởng danh hiệu khiến chư vị xa lìa ba đường địa ngục ma đói súc sinh tám nạn khổ thường là đệ tử chân tình của Đức Như Lai. Nên đi cúng hộ cái. Cho nên cứ nói chuyện cứ như này. Nam mô Đà Bảo Như Lai. Đà Bảo Như Lai. Không niệm đi. Chư Phật tử chúng đáng nếu nghe được danh hiệu Đức Đà Bảo Như Lai, khiến chư vị đầy đủ của báo xứng ý cần dùng, thụ dụng vô tận. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Chư Phật tử chúng đáng nếu nghe được danh hiệu Đức Bảo Thắng Vương Như Lai, khiến chư vị trần lao nghiệp lửa tất được tiêu diệt. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Chư Phật tử chúng đáng nếu nghe được danh hiệu Đức Diệu Sắc Thân Như Lai, khiến chư vị không nhận thân xấu xí, các căn trên thân đầy đủ tướng tốt tròn đầy, thủ thắng đoan nghiêm trên trời nhân gian, thường là đệ nhất. Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai. Niệm Phật đi. Chư Phật tử chúng đang nếu nghe được danh hiệu Đức Quảng Bác Thân Như Lai, khiến nghiệp chướng cổ như cây kim, bụng như cái thống của loài ngã quỷ, dứt trừ thanh tịnh thông đạt, cần dùng vật thực gì như cam lộ vị. Nam mô Ly Phô Uy Như Lai. Nam mô Ly Phô Uy Như Lai. Chư Phật tử chúng đáng nếu nghe được danh hiệu Đức Ly Phô Uy Như Lai, khiến chư vị thường được an ổn xa lìa sợ hãi thanh tịnh yên vui. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Chư Phật tử chúng đang nếu nghe được danh hiệu Đức Cam Lộ Vương Như Lai, khiến chư vị một giọt nước cam lộ có thể dứt trừ cơ khát trong khoảnh khắc, nếu quán sai trên đỉnh đầu tất được yên vui. Nam mô A Di Đà Như Nam mô A Di Đà Như Lai. Chúng đang nêu nghe được danh hiệu Đức A Di Đà Như Lai, khiến chư vị siêu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hóa sinh trong cảnh hoa sen. Tất cả các hiện tượng trên thế gian đều do duyên sinh ra, duyên diệt rồi pháp ấy liền diệt. Đức Thế Tôn là Bậc Đại Sa Môn thường nói pháp như thế. Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hóa Nghiêm Kinh. Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hóa Nghiêm Kinh. Chính kinh chép rằng, nếu người muốn biết rõ chư Phật trong ba đời, hay quán xét bản chất của các sự việc, sự vật trên thế gian, tất cả đều xuất từ tâm mà ra. Nam mô Đại Niết Bàn Kinh. Nam mô Đại Niết Bàn Kinh. Chính kinh chép rằng, tất cả các việc trên thế gian đều thuộc vô thường, đó là sinh ra rồi diệt đi. Người nào liễu được phép sinh diệt này, liền chứng được Niết Bàn, tịch diệt yên vui. Bốn chân lý chắc thực, cuộc đời là khổ, khổ này
Thế gian là khổ, khổ này do kết tập nghiệp trong quá khứ. Và có chốn niết bàn yên vui, và con đường đi tới chốn niết bàn yên vui. 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thủ, thủ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên não tử, yêu vi khổ não. Vô minh diệt, hành liền diệt, hành diệt, thức liền diệt, thức diệt, danh sắc liền diệt, danh sắc diệt, lục nhập liền diệt, lục nhập diệt, xúc liền diệt, xúc diệt, thủ liền diệt, thủ diệt, ái liền diệt, ái diệt, thủ liền diệt, thủ diệt, hữu liền diệt, hữu diệt, sinh liền diệt, sinh diệt, lão tử yêu bi khổ não diệt. Lại có sáu con đường đi tới bờ giác ngộ của bậc đại nhân Bồ Tát. Bố thí cúng dường chia sẻ lên bờ giác, giữ giới lên bờ giác, an nhẫn lên bờ giác, tinh tiến lên bờ giác, trí tuệ lên bờ giác. Như đang minh dương chư hữu tình, ngô kim thí nhữ cam lộ pháp thực gia trì, biến thập phương khiến nhất nhất đều đầy đủ. Nguyện chư Phật dị thần thông lực, nguyện chư Phật dị thần thông lực gia trì, hứa lô chung thượng diệu hương, gia trì lữ chung thượng diệu hương, nguyện thử cam lộ hiền thư hướng yên biến pháp giới, nguyện thử hướng yên biến pháp giới, phổ thí quỷ chung đắc giải thoát, phổ thí quỷ chung đắc giải thoát, nguyện chư Phật dị thần thông lực, nguyện gia trì chư Phật dĩ thần thông lực gia trì vũ trung bát đức thủy, gia trì bối trung bát đức thủy, nguyện thử cam lộ biến pháp giới, nguyện thử cam lộ biến pháp giới, phổ thí quy chúng đắc thanh lương, phổ thí quy chúng đắc thanh lương, à lực nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, giá trị học chúng thượng nghề diệu thực, thank you.
ngạ kim thí như cũng thử thực biên thập phương nhất thiết Phật tử cầu nguyện ý thử công đức phổ pháp ư nhất thiết nga đang dự chúng sinh giai cầu thành Phật đạo thí ô giá thực chân ngôn uống một lực lăng xa uống một lực lăng xa uống một lực lăng xa bộ cúng giang chân ngôn uống nga nga nặng tâm ba và nguyện nhà ta nga nga nặng tâm ba Nga năng tâm ba và viện nhật na học chư Phật tử đảng đồng lai sở thụ ẩm thực bảo man huyết nhục tinh thiền huần tần xuê tùy phục đắc như ngôi thi pháp giới hữu tình đồng thường thư phúc tận giai hội trí vô thượng bồ đề nhất thiết trùng trí và chiêu dư quả nguyện tốc thanh và tiểu nguyện nhớ đẳng chú giả vô thờ tiểu nguyện nhớ đẳng tương thử tinh thường phân vi tam và nhất thi thủy tộc tình cực quang thông đạt chiếu hàm hư không khước lai quan thế gian do như mộng trung sự phần hướng nhất chú cô hồn giám chi cụ hiếu học thực điệp văn cẩn đương tuyên đọc được 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 mà tiên tương ảnh đổi nghi phùng di tử thấy nghi thương tiên bài ngà phục dị kim tiên pháp thi trần tế đại trai đàn phục dị thái cực vô cực huyền chúng tự hữu huyền tiên thiên hậu thiên đạo bản vô đạo Phật tức nhân nhân tức Phật không thi sắc sắc thị không thống duy trích ảnh cô hồn ai niệm chiếp mi thần ngã quỷ du tức tùng căn ni uất thủ đô tịch mạc ký thời xuân ni vãng lai đạm nguyệt thế phong trường dạ mênh mang hà nhật đán sản khổ thiểm mi khổ giáo anh giao hình chi tự chiêu phiêu nhiên nguyệt thước chi vội sơn yêu thủy diễn xa bà sông cước lưu ly vô định ảnh ngư phục si chàng khổ não bán không ám đạm đại chúng tình tiệm lợi lạc kỳ phúc vịnh thiên nhân tam đà di thăng thiết khẩu ngôn hữu lịch hiền hòa lòng vùng ngại tạm trường chân thuyền